Hải Dương, 11 ca COVID-19 mới, cách ly khẩn cấp 2 xã. 11 ca mắc mới, bệnh nhân 2462 đến 2472 là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 7 ca lấy mẫu ngày 28 tháng 2 và 4 ca lấy mẫu ngày 1 tháng 3, trong đó 10 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2437 đã được cách ly tập trung ngày 28 tháng 2, bệnh nhân 2462 đến 2468 và 2470 đến 2472. 1 ca tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2436 đã được cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 2, bệnh nhân 2469. Hiện cả 11 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3, Đại học Sao Đỏ, cơ sở 2. Với 11 bệnh nhân mới, đến ngày 2 tháng 3 cả nước ghi nhận 2.472 bệnh nhân tính từ đầu vụ dịch, trong đó có 1.892 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Trong 2 ngày 28 tháng 2 và 1/3 tại Hải Dương ghi nhận 7 bệnh nhân COVID-19 là F1 đã cách ly từ 1 tháng trước đó. Hiện thông tin dịch tễ chưa rõ ràng nhưng những thông số này cho thấy nguy cơ lây chéo trong khu cách ly tại Hải Dương vẫn còn. Một chuyên gia về phòng chống dịch cho rằng cần điều tra dịch tễ kỹ và xác định rõ nguồn lây để đánh giá nguy cơ. Bên cạnh đó tiếp tục giãn cách và tăng cường phòng chống dịch tại khu cách ly, tránh dịch kéo dài tại đây. Đáng chú ý, trong cập nhật mới nhất, những người từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh không còn phải cách ly tại nhà. Riêng một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn phải cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Người rời tỉnh Hải Dương trong vòng 14 ngày vẫn cách ly tập trung 100%, lấy mẫu xét nghiệm. Tính từ sau Tết đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 160.000 người khai báo y tế tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp. Lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, chợ, quán ăn, chùa là 16.423 mẫu, trong đó 15.776 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 647 đang chờ kết quả. Đã có 344 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 37 trường hợp cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe. Đối với vaccine trong nước, đã tiêm thử nghiệm vaccine Novavax giai đoạn 2 cho 78 người tại Hà Nội và Long An. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và động viên các tình nguyện viên tại Học viện Quân y, Hà Nội. Ông nhấn mạnh yêu cầu, làm sao trong thời gian nhanh nhất có được vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam sản xuất, không chỉ phục vụ phòng chống dịch bệnh mà còn là niềm tự hào. Tin tưởng đối với đội ngũ các nhà khoa học nghiên cứu phát triển vaccine của Việt Nam cũng là mong mỏi của nhân dân. Qua đánh giá sơ bộ, các nhà nghiên cứu phát hiện kháng thể của các tình nguyện viên tiêm vaccine phòng COVID-19 Novavax có thể chống lại biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh. Đối với vaccine thứ hai là cơ vĩ vạc của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ trưởng Long cho biết, khi tiến hành đánh giá lâm sàng, các chuyên gia nhận định hiệu lực bảo vệ của vaccine này rất tốt. Đây được xem là một ứng cử viên tiềm năng bên cạnh vaccine Novavax. Tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế cho biết, cơ vĩ vạc có thể chống được hai biến chủng virus SARS-CoV-2 ở Anh và Nam Phi. Theo tính toán của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, vaccine cơ vĩ vạc sẽ có giá không quá 60.000 đồng liều. Dự kiến Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế sẽ phối hợp với Đại học Y Hà Nội và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiêm thử nghiệm đầu tháng 3 và hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Dù có vaccine phòng COVID-19, Ban chỉ đạo quốc gia khuyến cáo người dân không được chủ quan, mất cảnh giác, vẫn phải thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của ngành y tế. Ban chỉ đạo bày tỏ niềm tin khi có thêm vũ khí lợi hại là vaccine, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng cả cuộc chiến chống lại giặc COVID-19, tận dụng được thời cơ phục hồi, phát triển kinh tế nhanh chóng, mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp vào việc đẩy lùi đại dịch trên thế giới.